Theo tổng hợp của CK Capital, cả thế giới crypto vừa có một cú rung chuyển sau cái sự cố không thể tưởng vừa diễn ra cách đây vài tiếng. Tài khoản X chính thức của SEC là Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ ấy, đăng thông báo BTC ETF đã được phê duyệt. Giá BTC Bitcoin bật tăng lên gần 48.000, nhưng mà chỉ sau 15 phút tài khoản X của chủ tịch SEC Gressler lại đưa thông tin tài khoản của SEC bị hack, và ngay lập tức thì giá Bitcoin lại đạp về 44.000. Thì ở đây chúng ta sẽ làm rõ một chút là sự kiện ngày hôm nay cho thấy Bitcoin đã đủ sức khiến các cơ quan kiểm soát tài chính quyền lực bậc nhất thế giới SEC phải lâm vào hoàn cảnh bi đát, một điều chưa từng xảy ra trong lịch sử. Thậm chí các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ cũng đang lên tiếng yêu cầu làm rõ vụ việc này. Và ngay cả các nhà tài phiệt cỡ bự phố Wall cũng đang quyết liệt tranh giành nhau miếng bánh BTC ETF để đi tắt đón đầu. Thì chúng ta sẽ làm rõ một chút cái thuật ngữ Bitcoin ETF là gì. Thì Bitcoin ETF hiểu nôm na là nhóm các tài sản liên quan đến giá của Bitcoin được các quỹ, các công ty môi giới, chứng khoán mua và nắm giữ rồi chuyển chúng thành Bitcoin ETF theo giá thị trường, cho phép các nhà đầu tư mua bán trên các sàn giao dịch chứng khoán truyền thống mà không cần phải học cách sử dụng ví tiền mã hóa hoặc mở tài khoản tại các sàn giao dịch crypto. Thì hiểu một cách nôm na, ví dụ như là các bạn thường sẽ giao dịch các cái loại tiền điện tử ở trên các cái sàn giao dịch, ví dụ như là Binance, sàn MEX, sàn KuCoin, sàn Gate.io. Thế nhưng mà nhiều người, với những ví dụ như những người già, họ không quen thao tác trên các cái sàn đấy, họ quen thao tác ở trên các cái sàn chứng khoán thế hệ cũ hơn ấy, thì cái việc mà họ sử dụng được các cái ví ở trên các cái sàn giao dịch tiền điện tử nó sẽ trở nên khó khăn. Vì vậy các cái sàn giao dịch ví dụ như là chứng khoán kiểu cũ, họ muốn đưa các cái mã giao dịch tiền điện tử lên trên các sàn đấy của họ thông qua cái thuật ngữ là Bitcoin ETF này, để cho những cái, ví dụ những cái người không dành về công nghệ, rồi không dành về cách sử dụng các cái ví ở trên sàn tiền điện tử, họ có thể giao dịch ở trên các cái sàn chứng khoán đó. Thì hiểu một cách nôm na như vậy, thì Bitcoin ETF đang trong cái quá trình xin cấp phép tại Hoa Kỳ và nó vẫn chưa được xét thông qua. Nhưng mà qua cái sự kiện này chúng tỏ thấy là cái những cái đối tượng mà nhà đầu tư ở trong các cái thị trường truyền thống như là chứng khoán, cổ phiếu, họ đang rất quan tâm đến cái mảng lĩnh vực tiền điện tử này, và hy vọng rằng cái sự kiện Bitcoin ETF sẽ sớm được Hoa Kỳ thông qua để tạo một cú hích, một cái cú bật mạnh ở trong thế giới tiền điện tử. Các bạn nghĩ sao về sự kiện này? Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận của clip nhé.